Hello mọi người, hôm nay mình sẽ bóc túi quà Noel được nhận từ công ty nha. Món quà đầu tiên trong túi thì là một hộp sô-cô-la. Vỏ hộp trông khá là bắt mắt và đậm chất Noel. Món quà thứ hai thì là một hộp nước uống vị nho chứ không phải rượu nha, bởi vì trên vỏ hộp có ghi là nước uống nho. Tuy nhiên khi mình lấy chai từ trong hộp ra thì mình thấy nó khá là giống chai rượu. Một món quà nữa thì là set quà tặng Noel đến từ The Body Shop. Set này thì trông khá là xinh yêu và nó gồm dầu gội gừng và sữa tắm ô liu. Ta-da! Còn đây là một món quà khá là đặc biệt. Mới nhìn thì nó chỉ là một chiếc ly bình thường thôi. Tuy nhiên điểm hay ho là tên ở trên mỗi chiếc ly được đặt riêng theo tên mình nhận. Còn đây là tên mình nè. Quà cuối cùng của ngày hôm nay là một hộp bánh sặc sỡ với 5 lon bánh ở bên trong. Cùng xem lại hôm nay mình có những món quà gì nào. Một hộp bánh đủ màu, một hộp sô-cô-la, chai nước uống vị nho, set quà từ The Body Shop, một cái ly xinh xinh. Chúc các bạn Noel vui vẻ nha.